Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Viettel Story. Vậy là bộ phim đình đám Avengers Endgame đã chính thức được công chiếu ở rất nhiều rạp. Và đi kèm theo đó thì Samsung cũng đã kết hợp với Viettel Store để đưa đến cho chúng ta một cái chương trình khuyến mại, đó chính là săn sale không hồi kết. Và trong video này thì chúng ta hãy cùng nhau cập nhật xem là những sản phẩm nào đang được giảm giá cực kỳ sốc trong thời gian hiện tại để các bạn có thể mua nhé. Đầu tiên đó chính là chiếc Samsung Galaxy A50. Hiện tại thì sản phẩm này đang được định giá với mức giá chính hãng, đó chính là 6.990.000 đồng. Nhưng mà khi mua trong đợt này các bạn chỉ cần bỏ ra với mức giá là 6.690.000 đồng mà thôi. Các bạn sẽ được trả góp 0% trên giá đã giảm nhé các bạn nhé. Tiếp theo là các bạn sẽ được tặng quà khủng đến từ Viettel trị giá 400.000 đồng. Các bạn có thể là liên hệ đến hotline 1800 8123. Và cái chương trình này nó sẽ áp dụng đến hết ngày mùng 1 tháng 5 luôn nhé các bạn nhé. Nên là các bạn hãy nhanh tay đến với Viettel Store để chúng ta có thể dinh em nó về với mức giá là hấp dẫn nhất các bạn nhé. Thì sản phẩm này thì được đánh giá cao khi mà nó được trang bị cái cảm biến vân tay trong màn hình. Chưa một smartphone nào trong tầm giá này có thể làm được điều đó. Bên cạnh đó thì sản phẩm cũng được đánh giá cao về phần cấu hình khi nó được trang bị con chip là Exynos 9610 kết hợp với bộ nhớ RAM là 4GB. Nó sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chơi game của các bạn là rất tốt. Tiếp theo đó chính là Galaxy A30. Sản phẩm này thì đang được bán ra với mức giá là 5.690.000 đồng. Thì lúc trước nó được bán ra với mức giá là 5.790.000 đồng, thì bây giờ nó đã được giảm giá 100.000 đồng. Sản phẩm này thì được trang bị màn hình lên tới là 6.4 inch độ phân giải, sẽ là Full HD+. Chúng ta sẽ có con chip là Exynos 7904 và kết hợp với bộ nhớ RAM là 4GB. Và với cấu hình như vậy thì sản phẩm này vẫn hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của các bạn là chơi game ở mức đồ họa là medium, khá là ngon. Và đặc biệt đó chính là dung lượng pin của nó rất là khủng. Nó được trang bị viên pin là 4000mAh luôn các bạn, rất là ngon. Và tương tự như chiếc Galaxy A50 ấy, khi mà mua tại Viettel Store, các bạn sẽ được trả góp 0% trên cái giá đã giảm nhé. Chúng ta sẽ được tặng bộ quà đến từ Viettel như là tặng SIM này, chu kỳ cước tháng đầu tiên trên SIM XL50. Và tiếp theo đó chính là tặng phiếu mua hàng trị giá là 100.000 đồng nữa, rất là ngon. Tiếp theo đó chính là Galaxy A7. Sản phẩm này thì sẽ được bán ra với mức giá là 5.390.000 đồng. Đấy, rất là ngon. Sản phẩm này thì sẽ được đánh giá cao khi nó là một smartphone được trang bị hệ thống 3 camera trong tầm giá phải nói là best choice luôn các bạn ạ. Chúng ta sẽ có camera chính độ phân giải lên tới là 24 megapixel, camera thứ hai sẽ có độ phân giải là 8 megapixel và camera thứ ba sẽ có độ phân giải là 5 megapixel. Giúp chúng ta sẽ có nhiều cái chế độ chụp ảnh hơn như chụp ảnh thường này, chụp ảnh góc rộng và chụp ảnh xóa phông cực kỳ ảo diệu. Chúng ta sẽ được trang bị cái con chip là Exynos 7885 và bộ nhớ RAM sẽ là 4GB. Kết hợp với viên pin sẽ là 3300mAh thì sản phẩm này nó sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn sử dụng là rất lâu dài. Tiếp theo đó chính là Galaxy A70. Đấy, sản phẩm này thì đang cực kỳ hot các bạn ạ. Khi mà nó sẽ được trang bị phải nói là quá trời là nhiều thứ tinh túy đến từ nhà Samsung. Chúng ta sẽ được trang bị màn hình Infinity U với kích thước cực kỳ khủng lên tới là 6.7 inch, độ phân giải sẽ là Full HD+, và nó sẽ được trang bị con chip là Snapdragon 675 kết hợp với bộ nhớ RAM là 63. Với cấu hình như vậy thì sản phẩm này thừa sức có thể đáp ứng nhu cầu chơi game của bạn là cực kỳ tốt luôn các bạn ạ. Và viên pin của nó sẽ được trang bị đó chính là 4500mAh, và đặc biệt nó sẽ được trang bị củ sạc nhanh lên tới là 25W, cái thứ mà những chiếc Galaxy S10 thậm chí là còn chưa được nâng cấp lên cái đấy luôn. Nên là lựa chọn chiếc Galaxy A70 là một lựa chọn cực kỳ tốt ở hiện tại các bạn ạ. Tiếp đến đó chính là Galaxy M20. Sản phẩm này thì đang được giảm giá chỉ còn là 4.490.000 đồng, giảm giá khoảng 500.000 đồng so với mức giá niêm yết. Sản phẩm này khi mua các bạn sẽ được trả góp 0% trên giá đã giảm và tặng phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng luôn các bạn ạ. Và điều đặc biệt đó chính là cái chương trình giảm giá này chỉ áp dụng đến hết ngày 1 tháng 5 năm 2019, nên là các bạn nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì các bạn vào Sài Gòn mà mua luôn. Ok, vậy là vừa rồi thì mình đã điểm danh lại những cái sản phẩm được giảm giá cực kỳ sốc trong cái đợt sale không hồi kết đến từ Viettel Store TV. Nếu như các bạn đang quan tâm đến bất cứ sản phẩm Samsung nào thì các bạn hãy truy cập trực tiếp đường link để ở phía mô tả để chúng ta đến với chuỗi hệ thống siêu thị Viettel Store. Chúng ta sẽ được mua với những mức giá hấp dẫn nhất, cùng với đó là những cái sản phẩm chính hãng cực kỳ tuyệt vời. Và video của mình đến đây cũng đã kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye!